Đếm làm gì? Đếm là bảo con thử nó làm gì. Con làm đi, con đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, thế còn thiếu mấy cái? Mình còn 3 cái, 5 cái. Còn 20 cái á? 2 cái, 5 cái mà. 5 cái. Ô, nhìn đây. Cái gì? Thì má có ăn cái chocolate cake này không? Nó nhìn như là chocolate cake á. Nếu mà bây giờ mọi người hỏi con mấy tuổi, con nói mấy tuổi? Bây giờ con mấy tuổi rồi? Con 5, con 6 tuổi. 6 tuổi? 6 tuổi có cái gì hay không? Có. Có gì hay kể không? Có cái... Rồi, đi đâu ấy? Ok, Thân. Thân họ hát bài mưa vậy xem nào. Nắng mưa rồi, nắng mưa nhiều. Đã đi mà rồi, đã mà rồi. Ba để em hát. Nắng mưa rồi, nắng mưa. Nắng mưa nhiều, nắng mưa rồi. Nắng mưa rồi, nắng mưa nhiều. Để đi mẹ. Nắng mưa. Vay hết để cho em. Nắng mưa rồi, nắng mưa nhiều. Để đi về rừng nơi đất mưa và đời nữ đâu. Hát tiếng Anh mẹ nghe em nào. Ai dạy Thân hát về đấy đấy? Trong phim dạy Thân làm như thế. Thế à? Đâu phải, đâu có làm Thân nó nói tuổi cô. Ai dạy? Con. Anh Cung dạy. Đúng rồi. À. Có lại ở trong phim dạy nữa đấy. Ở trong phim dạy nữa hả? Đúng rồi. Con đi ra. Mẹ lắm. Mẹ phải chăm Thân cầm 2 cái nhá. Mấy cái? 3 cái. 3 cái? Cái đấy để cho bạn anh Cung mà. Cầm 3 cái làm gì? Không biết. Để plan thôi. Để plan là để làm gì? Để nhìn thôi. Để nhìn hả? Chết rồi. Hôm nay Thân có đi bắt anh Cung không? Có. Thế á? Thân đứng lên. Thân đứng lên à? Thân có thuộc bài hát gì nữa không? Thân hát với mẹ nghe nào. Bài Candy. Bài Candy. Hát bài Candy xem nào. Nói như nào? Con biết hát. Nói hát thôi nào. Nếu mưa rồi. Thôi, không hát bài đấy đâu. Nhưng mà mẹ nó sao không? Ok. Nếu mưa rồi. Nhưng mà nó không mưa nước đâu ấy nữa. Mưa kẹo rồi. Silly. Nếu mưa kẹo hơn rồi. Đó. Con hát bằng mẹ hay. Không, không. Con cua quá. It's raining candy. Nhìn cái này ơi. Yeah, nó có chứ, bye bye. Quay, để với mẹ hỏi cua. Quay em. Quay em đi. Mai bắt đây con mời những bạn nào rồi? Thằng Khai. Khai. Kenneth GB. Hai nữa. Michael J. Isabel. Con Jayden. Jayden too? Yeah. Xong rồi ai nữa? Michael J, Michael B, Michael R. Rainbow Selena. Selena? Hả? Nó không phải đi đây kia à? Oh yeah. Ai nữa?
đây, Brian mẹ bảo bây giờ lớp của cô ấy. Cô Jacob. À ok, hay là Jacob. Cơ Brian, cô ở lớp cô thân với bạn nào nhất? Cô hay chơi với bạn nào nhất? Sao lại chơi bạn nào mà không biết? Nobody. Yeah. Nào, con chơi thân với đứa nào? Thân ơi. Có gì đâu? Chơi thân với ai? Bạn Khai hay là bạn bạn gì nhỉ? Jaden? À no, bạn mẹ quên, tự nhiên mẹ quên mất tên bạn này nhỉ? Brayden. Uh-huh. Oh, Brayden. Ok. Thân có quả gì đấy? Thân lấy quả này cơ. Lấy quả đấy có màu đấy. Nó bè. Nó bè. Thân lấy quả đấy làm gì? Thân lấy quả của đỏ này làm gì? Thế à? Thân ăn quả đấy à? Nó thân gì cho nó. Thân lấy cái này cho. Thân lấy này cho thân. Lấy cái cho thân mình. Thân là ông già Noel à? Nấu thân lấy này cho mà thân lấy cái đấy. Thân bây giờ đến cái của con chưa? Chưa đến của con đâu. Why? Không có why, không có nói chuyện why. Bây giờ xong ấy, của mày rồi đến của con okay. Được không? Được, đi ra chỗ khác nữa. Mẹ mày chăng, thân nào? Thân ơi, thân làm con gà cho mẹ xem nào. Bập 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 cá. Đây nào, nó như thế nào? Con là nó con nợ lớn. Đâu, ra lên cho nào. Đâu làm cho nó. Quá nóng nữa. Nóng lắm. Nóng con gà nè. Bốc 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 bốc. Cái này con đợt nữa. Con gì? Con đợt. Quạc 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 quạc. Không có làm được không? À. Quạc 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 quạc. Thế á? Thân ơi, thân đứng dậy thân này ấy mẹ cho nó. Thân đang làm con gì đấy? Con rắn. Con rắn? Đúng rồi. Con rắn hay con rắn? Con rắn là con ốc. Với lại con vịt. À biết lại con vịt, con vịt kêu như thế nào? Tập. Con vịt kêu như thế nào? Thân quên mất rồi. Thân quên mất rồi à? Để mẹ bỏ này ra xem nào. Ok, thế con ếch nó kêu như thế nào? Quạc két. Kêu mỗi tiếng như thế rồi á. Đúng rồi. Thế á? Quạc két. Quạc két. Thân có biết anh cu mấy tuổi không con? Thân. Hả? Thân có biết anh cu mấy tuổi không? À, 6. Thế à? Thế thân mấy tuổi? À, thân thế này. Nhưng đấy là mấy tuổi? 1 tuổi như là baby. Thân mấy tuổi? Đứng ra con. Thế này. Như đấy là mấy, đếm là mấy đấy? Là bạn ba một. Một cái. Là mấy cái? Bạn, 2 cái. Giỏi quá. Nó không phải 2 đâu. Yeah. 1, 2, 3, that's your number. Đâu, không nói tiếng Anh. Với lại vừa anh mới đếm là 1. Quay đi ra. 2, 3. Cái đó thì anh mới bảo cái đó, cuối cùng em cái cuối bạn. Cùng thì bây giờ cái đó là cái số gì, cái này số này. Get out of here. Mẹ mày chăng? Ơi. Thân để cái đồ này. Để làm gì? Thân để thân nhìn. Nhìn làm gì? Thân nhìn làm gì? Ok, thân đi ngủ chưa? Chưa. Mẹ tắt đi nhé, thân nhé. Ok.